xin chào các bạn. Gần đây, sự xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra lại. Bây giờ có video cho thấy rằng binh lính Trung Quốc muốn treo lên một núi nhưng bị binh lính Ấn Độ đuổi ra. À, thật ra toàn video này không phải là hiện trường của xung đột lần này mà là xung đột của năm ngoái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, à, sự xung đột lần này là vì Trung Quốc làm thở tân phương thay đổi hiện trạng. Còn theo ngày phát ngôn của chiến khu miền Tây Trung Quốc, đó là vì binh lính Ấn Độ có vận biên trái phép ngăn cản sự tuân tra của binh lính Trung Quốc. Và vào ngày 13 tháng 12, trong hợp báo thần kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có nói rằng, theo chúng tôi biết rằng, bây giờ tình hình của biên giới Trung Quốc Ấn Độ là ổn định, hai bên luôn luôn có duy trì kiên liên lạc cởi mở sự xung đột lần này trông như là một sự kiện hiểu lầm à có lẽ là binh lính trung quốc không cẩn thận vượt qua biên giới à theo mình bây giờ trung quốc phải tập trung chuẩn bị đối phó Tài loan nên không có sức lực kích thích ấn độ và sự xung đột của năm ngoái à, mình đoán mục đích cũng không phải là vì muốn chiếm được lãnh thổ một cách thực tế mà là dân cơ huấn luyện binh lính ở biên giới chính phủ Trung Quốc sợ nếu binh lính không có nhiệm vụ quá lâu à, họ sẽ lấy biến và mất đi sức chiến đấu à, cho nên tuy khi phải bắt buộc họ đi xung đột với binh lính Ấn Độ tài nguyên của chiến khu Trung Quốc gần bên Ấn Độ không nhiều lắm à tại vì đa phần tài nguyên đều tập trung vào chiến khu gần Đài Loan rồi à cho nên Trung Quốc không đủ tài nguyên để triển khai tập trận ở bên gần Ấn Độ phải bắt buộc binh lính đi xung đột với binh lính Ấn Độ mới có cơ hội huấn luyện binh lính Thật ra mục đích vốn có của mình là muốn giải thích sự xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc nhưng mình phát hiện rằng à, hình như nội dung của nó đã có nhiều ngày lắm rồi à, cũng không có gì phức tạp hay thú vị đáng nói à, Nói chung là sau khi nhà thêm sụp đổ vào năm 1911 à, Tây Tạng nhân cơ tổng lập và có ký hiệp ước với nước Anh à, nhận một bộ phận khu vực miền Nam Tây Tạng cho Ấn Độ thuộc Anh vào năm 1914 à, Bây giờ chính phủ Trung Quốc không chấp nhiệm hiệp ước giữa Tây Tạng và nước Anh và cũng lo lắng rằng À, khu vực miền Nam Tây Tạng sẽ giúp đỡ ngày Tây Tạng phát triển thế lực độc lập. Vào năm 1962, Trung Quốc xâm vào Ấn Độ ở à, Hồ Nghĩ rằng Ấn Độ sẽ không tổng viên toàn quốc à, để chống cờ Trung Quốc vì lợi ích của Tây Tạng. Nhưng sau đó, Ấn Độ thực sự chuẩn bị tổng viên toàn quốc, à, cho nên Trung Quốc sợ sự tăng cấp chiến tranh, à, cho nên rút quân về nợ. Mình thấy nội dung ở trên đã có thể giải thích hết sự xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ rồi, không có gì đáng nói nữa. Vì vậy, mình phải tìm ra một chủ đề khác về Ấn Độ mình phát hiện à, có nhiều người luôn luôn sẽ có so sánh Ấn Độ và Trung Quốc. Tại vì hai nước này tiểu rất lớn, à, tiểu có văn minh rất lâu dài, à, tiểu có nhiều dân tộc. Nhưng Ấn Độ là theo chế độ dân chủ, còn Trung Quốc là theo chế độ chuyên quyền. Thế tiến mệnh hay tiềm yếu của hai nước này có thể giải thích tiến mệnh hay tiềm yếu của cả chế độ dân chủ và chuyên quyền. Theo ý kiến phổ biến, Trung Quốc thắng Ấn Độ về mặt hiệu quả, Ấn Độ thắng Trung Quốc về mặt sáng tạo. Trung Quốc thắng Ấn Độ về mặt hiệu quả, tại vì cơ sở hạ tầng của Trung Quốc rất tốt, còn cơ sở hạ tầng của Ấn Độ thì rất tệ. Có nhiều người nói rằng Ấn Độ không có khả năng thay thế Trung Quốc trở thành nhà máy thế giới, tại vì cơ sở hạ tầng của Ấn Độ không đủ năng lực vận tải như Trung Quốc. Ấn Độ thắng Trung Quốc về mặt sáng tạo à, tại vì dân tại tỉnh cao cho ngày Ấn Độ là nhiều hơn Trung Quốc nhiều lắm. À, chúng ta có thể phát hiện nhiều cung mà Ấn Độ ở trên nhiều lĩnh vực. À, ví dụ có nhiều CEO của tập đoàn ta quốc gia là người Ấn Độ. Cũng rất ít ngày Trung Quốc có thể làm tờ CEO của tập đoàn ta quốc gia. Nhưng mà theo mình, hình như kết luận này không thể giải thích nhiều lắm. Tại vì có nhiều quốc gia là theo chế độ chuyên quyền nhưng chính phủ không hiệu quả lắm. Cũng có nhiều quốc gia là theo chế độ dân chủ nhưng người dân không có tính sáng tạo lắm. Tức là tính sáng tạo của người dân Ấn Độ có khả năng là không liên quan đến chế độ của nó. Tính hiệu quả của chính phủ Trung Quốc cũng có khả năng là không liên quan đến chế độ của nó. Theo mình, chúng ta nên sử dụng cách so sánh khác. Thật ra, ngoài sự khác biệt, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có sự tương đồng. À, theo mình, nếu chúng ta không tìm hiểu sự tương đồng của chúng trước, thì không thể hiểu biết sự khác biệt của chúng. Đối với mình, trên bản chất, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều là đế quốc. Chúng đều có ước mơ đế quốc. Sự khác biệt là thời gian làm đế quốc của Trung Quốc rất dài, còn thời gian làm đế quốc của Ấn Độ rất ngắn. Trung Quốc là một đế quốc, mình tin rằng điều đó không cần giải thích nhiều lắm. À, nói chung là Trung Quốc bây giờ là kế thở từ lãnh thổ của nhà thanh và tư duy của nó vẫn thấy mình là một văn minh nho giáo. Thế Ấn Độ là sao? Ấn Độ bây giờ là kế thở từ lãnh thổ của Ấn Độ thuộc Tế Quốc Anh, à, cho nên cũng có kế thở một phần tư duy của Tế Quốc Anh. 60 năm trước, khi Trung Quốc xâm vào Ấn Độ, họ nghĩ rằng Ấn Độ sẽ không tổng viên toàn quốc để chống cờ Trung Quốc vì lợi ý Tây Tạng. Đó chính là vì họ hiểu lầm với Ấn Độ. Tại vì khu vực miền Nam Tây Tạng là vì Tây Tạng có hiệp ước với Tế Quốc Anh. Nếu Ấn Độ bỏ qua lãnh thổ này, thì sẽ biểu thị họ không thể duy trì được di sản chính trị của tế quốc anh, ý là họ không có năng lực kế thở lợi ích của tế quốc anh ở châu á, đó sẽ tổng hại uy tín của chính phủ rất nhiều. xét lại lịch sử ấn độ trước năm 1947 ấn độ, pakistan và bangladesh bây giờ đều là thực dân địa của nước anh à, chúng trở thành thực dân địa của nước anh vào năm 1857, chúng được coi là một chỉnh thể, tiếng anh gọi là british raj. trước khi đó chính thể này có một phần là do công ty Tông Ấn Anh thống trị, có một phần là do Đế quốc Mô Cụ thống trị. Đế quốc Mô Cụ là theo Hồi giáo, cũng có một phần là do các vương quốc theo Ấn Độ giáo thống trị. Sau năm 1947, bộ phận mà chủ Đế quốc Mô Cụ ảnh hưởng lớn, à, tức là tại ta số người dân là theo Hồi giáo, nó trở thành Pakistan và Bangladesh bây giờ. Bộ phận mà chủ chủ nhà thực dân Anh và Ấn Độ giáo ảnh hưởng lớn, nó trở thành Ấn Độ bây giờ. Mời các bạn chú ý, Ấn Độ giáo là một tôn giáo rất vĩ đại và có lịch sử rất lâu dài. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng Ấn Độ giáo không có tạo nên đế quốc mà có thể thống nhất toàn Ấn Độ. Chúng ta sẽ thấy rằng Ấn Độ giáo chỉ có tạo nên nhiều vương quốc tổng thể tồn tại. Cho nên tư duy đế quốc ở à, hay ưng mơ đế quốc của Ấn Độ là kế thừa từ thời đại thực dân của đế quốc Anh mà không phải là kế thừa từ Ấn Độ giáo bóng cổ. Đó là một điều khác biệt với Trung Quốc, à, tại vì tư duy tế quốc của Trung Quốc là kế thở từ nho giáo vốn có. Có thể nói rằng, tư duy tế quốc của Trung Quốc là một truyền thống vốn có, cho nên có nhiều người Trung Quốc không thể loại bỏ được một tư duy là từ cho mình là trung tâm thế giới, và luôn luôn có một xu hướng là muốn bình chứng đến bên ngoài. Cùng tuy với ấn đổ, à, công dụng của tư duy tế quốc của nó không phải là vì muốn bằng chứng hay là tự cho mình là trung tâm thế giới, tại vì tư duy tế quốc không phải là truyền thống vốn có của Ấn Độ mà là vì chịu ảnh hưởng từ thầy đại thực dân Anh. Công dụng của tư duy tế quốc Ấn Độ là vì muốn duy trì sự thống nhất và sự đoàn kết của người dân. Tại vì vào ngày bây giờ Ấn Độ là một quốc gia thống nhất là vì nước Anh từng có thực dân Ấn Độ. Nếu không có cuộc thực dân Anh, à, Ấn Độ vào ngày hôm nay có khả năng rất cao là có nhiều quốc gia tồn tại giống như đa số trường hợp trong lịch sử Ấn Độ. Bây giờ Ấn Độ là một quốc gia thống nhất là vì khi nước Anh thực dân Ấn Độ có tạo nên một nhóm người tinh hoa là được giáo dục phương Tây tạo tạo. Họ có ý thức hệ tương tự, họ có thế giới quan tương tự vì họ toàn kết với nhau cho nên Ấn Độ mới được độc lập và trở thành một quốc gia thống nhất. Ý thức hệ của họ có thể tài diện tư duy tế quốc của Ấn Độ. À, đó chính là chủ nhớ thế tục, tức là chủ trương rằng ngay cả Ấn Độ có nhiều tôn giáo, nhưng tất cả người dân Ấn Độ đều nên bỏ qua những tình kiến tôn giáo, sự khác biệt địa phương và ngôn ngữ, nên trách nhiệm chủ nhớ thế tục, cùng nhau xây dựng một quốc gia thống nhất. Các bạn có biết Gandhi không? À Gandhi chính là chủ trương chủ nhớ thế tục, hy vọng Pakistan và Ấn Độ không có phân biệt, cùng nhau bỏ qua những tình kiến Hồi giáo hay Ấn Độ giáo, nhưng kết quả là thất bại chủ nghĩa thế tục của Ấn Độ không thể chiến thắng tình kiến Hồi giáo và Ấn Độ giáo, cho nên Pakistan phân địa ra khỏi Ấn Độ. Vào ngày hôm nay, vẫn luôn luôn có xảy ra sự kiện bạo lực là ngày theo Hồi giáo và ngày theo Ấn Độ giáo cùng kích nhau. Không chỉ là vậy, các bạn có biết Gandhi là bị ám sát cho nên mấy qua đây không? Ngày ám sát Gandhi là một ngày theo tư tưởng Hinduva. Tư tưởng Hinduva cho rằng ngày Ấn Độ có một bản sắc dân tộc thống nhất à đó chính là đi theo các giá trị của Ấn Độ giáo, nơi tên rằng là chủ nghĩa dân túy của Ấn Độ giáo. Ngày ám sát Gandhi chính là bất mãn với chủ nghĩa thế tụ của Gandhi, thấy nó sẽ nâng cao địa vị của người theo Hồi giáo ở Ấn Độ. Và đến ngày hôm nay, trong nội bộ Ấn Độ vẫn có sự xung đột giữa chủ nghĩa thế tụ và tư tưởng thiên tư Ý là tư duy đế quốc của Ấn Độ có mâu thuẫn với tư duy bản sắc của Ấn Độ giáo cho nên có thể nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc không chỉ có sự tân đồng về mặt tư duy thế quốc, cũng có về mặt là có tính mâu thuẫn nhau trong nội bộ nữa. Tại vì tư tưởng Mao Trạch Đông của Trung Quốc có mâu thuẫn với tư duy bản sắc của nho Giáo. Theo mình dự trên tính mâu thuẫn nhau của Trung Quốc và Ấn Độ, chúng ta có thể giải thích tại sao Trung Quốc thắng Ấn Độ về mặt hiệu quả, còn Ấn Độ thắng Trung Quốc về mặt sáng tạo. Vì mình sẽ nói về nội dung này trong video hồi viên, hi vọng có thể các bạn trong video hồi viên cảm ơn.